Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin rạng sáng nay, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu lại tràn xuống khu vực Bắc Bộ gây ra mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ, độ ẩm từ 75 đến 99%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, vùng núi có nơi trên 25 độ. Riêng khu vực Hà Nội trong ngày trời nhiều mây có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 trời lạnh, độ ẩm từ 70 đến 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C. Trong khi đó, các tháng 11, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3 đến 4 đợt không khí lạnh, kèm theo đó có khả năng xuất hiện khoảng 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền ở nước ta, tập trung ở khu vực Trung và Nam Bộ. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm.